Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình vừa về ít hàng. Vừa về ít hàng phụ kiện máy cắt cỏ và một số các loại máy cắt cỏ các bạn nhé. Máy cắt cỏ đầy tay. Đây. Các cái thùng này là thùng máy cắt cỏ đầy tay các bạn nhé. Đây này. Nó có hình mô tả đấy các bạn này. Hôm nay thì là mình về có 10 con thôi, 10 con máy cắt cỏ đẩy tay này, có xe đẩy này, thì trong đó là có 5 con 4 thì và 5 con 2 thì. Giá của nó thì có chênh nhau một chút các bạn nhé. Động cơ 2 kỳ thì là mình bán với giá là 2,5 triệu một bộ, còn động cơ 4 kỳ thì mình bán với giá là 2,8 triệu một bộ các bạn nhé. Giá này thì chưa gồm cước vận chuyển. Còn nếu như bạn nào mà muốn mua cái bộ khung riêng ấy, các bạn có động cơ rồi và muốn mua cái bộ khung riêng ấy thì là bộ khung riêng ấy có giá là 1,8 triệu các bạn nhé. Đây bây giờ mình sẽ khui cái thùng này ra để cho các bạn xem. Thì một số các video trước thì mình có giới thiệu rồi, tuy nhiên là mình sẽ khui ra để cho các bạn nào mà mới xem ấy, chưa biết được cái loại này nó như thế nào thì là mình sẽ giới thiệu cho các bạn mới xem lần đầu. Cái này thì nó đựng ở trong cái thùng này các bạn nhé. Cái thùng có kích thước này 57 x 47 x 32 cm, đấy là kích thước của cái thùng. Được để tất cả các đồ đạc thì được để gọn trong đây. Đây là cái cần và cái đầu bò các bạn nhé. Cần này là 26 ni các bạn ạ, 26 ni hình như là 9 thía. Cái ti nó 9 thía. Rồi mình sẽ để sang đây, mình sẽ giới thiệu từng bộ phận một. Hương ơi, ra mở cổng cho Nam cái này. Anh này đang dở quay. Sách hướng dẫn các bạn nhé. Sách hướng dẫn này là sách hướng dẫn bằng tiếng Trung Quốc. Anh đang quay. Sách hướng dẫn bằng tiếng Trung Quốc nhé. Đây là sách hướng dẫn giới thiệu về các loại động cơ. Động cơ 4 kỳ và động cơ 2 kỳ của Trung Quốc. Đây là sách hướng dẫn về động cơ. Nó đầy đủ đúng không nhé. Một cái đĩa tròn. Một đĩa tròn tặng kèm theo cái máy nhé. Đây là cái chắn cỏ. Chắn cỏ rất to. Một cái túi dụng cụ. Túi dụng cụ đây nhá. Đây là túi ốc. Đây là cái phần khung của nó. Khung gồm có bánh nhá. Khung này, bánh này và động cơ đây. Con này thì là cái thùng này là đựng động cơ 4 kỳ các bạn nhá, GX35. Đấy. Động cơ 4 kỳ GX35. Rồi. Đây là cái chân chống sau nhá. Chân chống sau. Đây là cái tay cầm. Cầm nhé, còn cái này là cái thanh giữ cái cần cho chống rung. Rồi, ok. Để bộ máy cắt cỏ đầy tay thì nó gồm như vậy thôi các bạn nhé. Nếu như các bạn nào mua thì mình sẽ tặng kèm thêm một cái ổ cước nữa.
Thinh đi cắt cỏ như hôm trước, và Nam này đi rửa máy như trước đi. Công việc vẫn như trước, làm đi. Rồi, ok. Sau đây mình sẽ khui cái thùng này ra xem nó là sản phẩm gì bên trong nữa. Chạy đi mua xăng đi, bảo chị Hương đưa tiền cho Nam đi mua xăng đi. Mình cho mấy thằng em nó dọn máy. Hàng bên nhiều quá nên là cho mấy thằng em nó nay chiều thứ bảy nó nghỉ học, nó sang nó làm cho. Cái thùng này là cước bạn nhá, cước 4 ly. Cước đen răng cưa 4 ly. Loại này khá tốt này các bạn này. Mình bán cái loại này rất chạy nhé các bạn nhé. Được rất là nhiều khách hàng tin dùng. Nó rất là tốt. Đây này các bạn này. Cước 4 ly đen răng cưa. Bảo chị Hương đưa tiền cho đi mua đi. Mắt mày bị sao ấy? Cước 4 ly và 3 ly rưỡi. Và 3 ly. Mình có 3 cỡ loại cước này nhé các bạn nhé. Bạn nào xem video thì thấy cái gì nó cần thiết thì có thể đặt hàng. Mình làm cái video này chắc là nó hơi dài dòng tí ấy. Nhiều thứ linh tinh. Và những cái thùng hàng nó mới về thôi, cho nên là mình chả biết nó là gì nó bên trong. Ôi dồi. Mình xem này. Thinh à, Thinh ra đây mày ạ. Cắt giữa cho. Đây đây. Cắt hết ạ. Ừ. Cắt rồi. Cắt dây rồi đó. Đấy. Này nó ngổn ngang quá nhỉ. Cái này nó gồm chế hỏa khí. Chế nó lại không để tay cầm các bạn nhé. Tay cầm tay cao bóp này. Và cái lục giác các bạn nhé. Từ ngày hôm nay trở đi thì toàn bộ các khách hàng mua máy cưa máy cắt cỏ của mình sẽ đều được tặng lục giác các bạn nhé. Thời gian vừa qua thì mình không có để tặng cho các bạn. Chế này chế zin 3 các bạn nhé. Chế zin 3 là một loại chế nổi tiếng của Trung Quốc các bạn nhé. Loại này chất lượng của nó khá là ok đấy. Đây là rũa cưa các bạn nhé. Đây là rũa cưa này. Mua cưa sẽ được tặng rũa các bạn nhé. Rũa Estin. Loại này là 5,5 ly. Có đủ tất cả các loại các bạn nhé. Đấy, đây này. Rũa rất là nhiều. Nói chung là cái thùng này sao là người ta này gửi cho mình, người ta để ngổn ngang quá. Đây em dỡ cho những thùng này. Kéo hẳn ra đấy. Đây dao phát các bạn nhé. Dao phát này. Đấy, dao phát là loại này cũng khá tốt các bạn nhé. Loại này là dài 25,5 cm. Và nó dày 2 ni các bạn nhé. Cái dao này thì mình thường là tặng kèm theo máy cắt cỏ. Ai mua máy cắt cỏ thì mình sẽ tặng kèm cái con dao này. Và nếu bán rời thì mình bán cái con này với giá 50.000 các bạn nhé. Rồi. Đây, xin xem những thùng này.
Mọi lần người ta gửi chế cho mình là có hộp giấy, mà sao lần này họ lại không có hộp giấy này. Cái chế này là MPZ11 này là phù hợp với lại động cơ 2 kỳ dưới dưới 33cc các bạn nhé. Dưới 43cc. Đây là loại cũng là loại dao như vừa nãy. Đây em bên những thùng ra lấy ra. Để anh giới thiệu riêng. Không, lấy thùng khác. Đấy. Cái này là dao này dài 40 phân các bạn nhé. Dao này dùng cho máy lớn, máy động cơ lớn lòng khoảng 38 ly trở lên. Thì là dùng con dao to do dao dài này. Thì là nó cắt cỏ nó nhanh hơn. Đấy, mình có cái nục giác này các bạn nhé. Nục giác này để chuyên cho thợ sửa. Chứ còn nếu như mà bình thường chúng ta dùng ít thì chúng ta dùng loại nục giác này. Khá là nhiều các bạn ạ. Trong đây nó là cái gì đây? Bê thùng. Ở đây là túi bộ dụng cụ các bạn nhé. Đóng sẵn bộ dụng cụ. Ok. Lấy thùng đi ra. Cái này này. Cứ để xuống đất. Xem thì quay chi tiết cái này cho các bạn dễ hiểu. Đây là cái bộ dụng cụ dùng cho máy cắt cỏ này các bạn này. Máy cắt cỏ và máy cưa xích. Thì là cái bộ này nó sẽ gồm một cái tip mở buji và đầu bò này, một cái nục giác 3 ly, một cái nục giác 4 ly, một cái tu vít hai cạnh, một cái rũa. Rồi ok. Cái này mình sẽ đăng trên Sen Đỏ và Shopee nhé các bạn nhé, để cho các bạn dễ dàng chọn mua. Từ khóa của lót trên là bộ dụng cụ dùng cho máy cắt cỏ. Ok. Đó. Nhiều lắm các bạn ạ. Đây này, mấy bao cơ. Đấy, này này. Thôi mình không khui nữa, mấy bao cơ. Em lấy các thùng khác đi phía kia cho ta. Đây thùng này thì là gồm kéo cắt cành các bạn nhé. Đấy, kéo cắt tỉa cành. Đấy, loại to loại nhỏ này, có hai loại này các bạn này. Đây là loại tốt các bạn nhé. Đấy, kéo cắt cành này. Cái loại này dùng để bấm tỉa những cái cây nhỏ này. Còn này nó dùng bấm tỉa những cây lớn. Đó. Nhiều lắm các bạn, đây này. Mấy thùng cơ. Em bê cái này vào trong đây cho anh. Thôi được. Lấy thùng khác. Đây là cái bộ hộp số các bạn nhé. Đấy, bộ hộp số dùng cho máy cắt cỏ này các bạn này, để gắn các cái bộ lồng cỏ sạc cỏ rồi là xới đất đấy. Mỗi một cái hộp số này nó sẽ có hai cái chốt này các bạn nhé. Đấy, khá là nhiều này các bạn này. Ok. Đợt này về nhiều đấy. Nhiều phụ kiện lung tung ấy. Mình về mấy xe bò. Mình vừa rồi họ mới giao hai xe. Đây cái này là mình thùng này là cái bơm nước các bạn nhé. Bơm nước gắn vào đầu máy cắt cỏ này.
này nó gồm một túi dụng cụ nhá. Túi dụng cụ này, một cái chõ bơm này và một cái củ bơm này các bạn này. À, cái củ bơm nước này các bạn này. Gắn vào máy cắt cỏ nhá. Loại này nó cực xịn các bạn nhá. Bơm nước. Này em phải đi cho anh ra. Đó. Thùng này là cái dây đeo vai, các bạn, dây đeo một vai cắt cỏ các bạn nhé. Dây đeo máy cắt cỏ. Bạn nào mà ba lô laptop, ba lô đựng máy tính, đựng laptop rồi là ấy mà hỏng thì có thể mua cái này thì vào cũng được nhá. Nắp được cả cho máy cắt cỏ này và cả túi đựng laptop. Đấy. Rẻ thôi, mấy chục nghìn một cái, 20-30 nghìn một cái. Khay dễ cỏ các bạn nhé. Cái này là khay dễ cỏ này. Nên cây dễ cỏ đợt này nó lại đóng hàng, nó đóng kiểu này nhỉ. Em lấy, từng lấy cho anh một cái này. Nó lấy được rồi. Đợt này nó lại để trong một cái túi bóng trắng này chứ không phải túi bóng xốp như mọi lần nữa. Nhưng mà nó vẫn là loại đấy các bạn nhé, vẫn là chất lượng loại tốt đấy. Khay dễ cỏ, khay dễ cỏ tận gốc các bạn nhé. Rồi, ok, thùng này cũng biết là mấy chục cái đây. Khá là dày, khá là nặng đi. Mình đặt lên đây này. Lấy máy đây, lấy ra rửa đi. Hả? Cái gì? Ừ, pha đi. Nhớt như kia kìa. Cái này là cái con dao phát các bạn nhé. Dao phát này là dao phát 3 cánh. Đây này. Đấy. Dao phát 3 cánh này các bạn nhé. Loại này nó nhẹ, thích hợp với những máy công suất nhẹ nhé các bạn nhé. Máy tầm 20-22cc thì cắt cái cánh này nó ok. Thử xuống dưới này. Một tập này không biết mấy chục, mấy trăm cái đây. Thôi rồi, cứ để tặng nó đã. Tí nữa xếp, sắp xếp xong. Nhấp nhấp hẳn, nhấp nhấp hẳn cái bao ra. Thôi. Tiếp mở buji các bạn nhé. Đấy, tiếp mở buji cả bao luôn. Rồi, ok. Tuôm đầu bò cắt cỏ. Tuôm đầu bò nhé các bạn nhé. Đấy, rồi ok. Thùng kia đấy đấy. Cắt dây. Cắt dây này. Khá là nhiều, cái này thì mình thường là tặng kèm theo tối thôi các bạn nhé. Tặng kèm theo máy thôi. Chứ bán thì là, nói chung là mình cũng bán, khách nào cần thì mình vẫn bán. Nhưng mà
Thường cái này mình chỉ có tặng kèm thôi. Dây. Dây xăng các bạn. Cả dây xăng cả bao luôn. Lấy hẳn ra ra. Rồi, ta tạt đi trên đây. Luôn bỏ bao. Không, đừng lấy cái. Đây là dây xăng các bạn nhé. Dây dẫn xăng loại tốt rồi. Đây là lấy cả cái dây trong đấy. Có hai loại các bạn. Một loại dây đen này. Một loại dây vàng. Dây vàng thì nó trong, có thể nhìn được cái xăng nó chảy. Còn dây đen thì nó kín. Đấy. Ok. Cái này phải đến chục cân ấy. Một bịch phải chục cân. Đây mấy kiện này nữa. Đây. Anh cho cái này vào đây cho anh nhé. Cẩn thận có dao sau kìa. Nào, đặt thẳng cái này xuống. Nó chiều này. Dựng lên chiều này coi. Đứng lên. Đúng rồi, cái này nổ đít rồi. Cái này chắc là cái thùng dây cước. Dây cước răng cưa. Đừng xé thế. Sau này mình đóng hàng, mình lấy cái thùng về đóng hàng đi. Đây là cước nối thép các bạn. Cước nối thép nhé. Hàng nhãn hiệu mắt cáo. Cước nối thép này. 3 ly. Rồi, nâng lấy thùng đấy. Loại này khá là tốt các bạn ạ. Nói thép. Nói dây cáp ấy. Giao hàng nhanh đúng không ạ? Đây là cước răng cưa đen, răng cưa loại này là 3,5 ly. Rồi, ok em đi làm đi, nhiều đồ lắm thôi, nhưng mà mình giới thiệu sau nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn nào mà có nhu cầu mua gì thì liên hệ số điện thoại 0398 255252 hoặc số điện thoại 0983 804084 để đặt hàng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.